Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao của chúng tôi. Trong vòng 24 giờ qua có rất nhiều những thông tin thú vị xung quanh những thông tin về thể thao. Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì trong bản tin chính. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi thông tin của chúng tôi nhé. Arsenal lên kế hoạch giữ chân đội trưởng Martin Odegaard. Hợp đồng hiện tại của Martin Odegaard với Arsenal sẽ hết hạn vào năm 2025. Huấn luyện viên Mikel Arteta rất muốn cầu thủ sinh năm 1998 gắn bó với đội bóng thành London trong một thời gian dài. Trong vài tháng qua, pháo thủ đã trao cho những cầu thủ như là Aaron Ramsdale, William Saliba, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli những hợp đồng mới. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Arsenal đang nhắm đến việc trao cho đội trưởng Martin Odegaard một hợp đồng mới trong thời gian tới. Theo đó, đội chủ sân Emirates muốn giữ chân cầu thủ người Na Uy đến năm 2027 hoặc 2028. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và dự kiến sẽ tiếp tục trong vài tuần tới. Martin Odegaard được cho là đang rất hạnh phúc với cuộc sống ở Arsenal, nhưng anh sẽ chỉ chấp nhận gia hạn nếu mức lương thưởng ở bản giao kèo mới khiến cầu thủ này cảm thấy hài lòng. Cầu thủ 24 tuổi này lần đầu tiên gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn từ Real Madrid vào tháng 1 năm 2021. Sau đó anh được đội chủ sân Emirates mua đứt với mức phí 30 triệu bảng. Martin Odegaard đã tiếp tục phát triển và được trao băng đội trưởng của Arsenal. Cho đến nay, Martin Odegaard đã ghi 26 bàn và thực hiện 15 pha kiến tạo sau 110 trận cho Arsenal. Sau loạt trận của đội tuyển quốc gia, anh và các đồng đội sẽ làm khách trên sân của Everton. Hiện, Martin Odegaard đang tập trung của đội tuyển Na Uy để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại Euro 2024. Declan Rice chia sẻ về huấn luyện viên Mikel Arteta. Tiền vệ Declan Rice đánh giá cao huấn luyện viên Mikel Arteta cả trong và ngoài sân cỏ. Cầu thủ người Anh đang hòa nhập rất tốt với đội bóng thành London. Declan Rice là tân binh đắt giá nhất của Arsenal ở phiên chợ hè 2023. Pháo thủ chấp nhận chi tới 105 triệu bảng để có cầu thủ người Anh từ West Ham. Tiền vệ sinh năm 1999 đã nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới. Anh được huấn luyện viên Mikel Arteta sử dụng thường xuyên. Ngôi sao 24 tuổi vừa có bàn thắng đầu tiên tại Premier League cho Arsenal. Anh ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của pháo thủ trước MU. Hiện Rice đang tập trung cùng đội tuyển Anh để chuẩn bị cho các trận đấu trong tháng 9. Tam sư vừa có trận hòa 1-1 trước Ukraine ở vòng loại Euro 2024. Họ sẽ thi đấu với Scotland trong trận đấu giao hữu vào tuần tới. Mới nhất, Declan Rice đánh giá cao huấn luyện viên Mikel Arteta cả trong và ngoài sân cỏ. Cầu thủ người Anh chia sẻ: "Khi chưa tới Arsenal, tôi nghĩ ông ấy là một người có tài năng. Ông ấy đã giúp Arsenal chơi rất tốt ở mùa giải vừa rồi. Và khi được làm việc với Mikel Arteta, tôi khẳng định ông ấy là một người đàn ông mẫu mực, hàng đầu, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Arteta rất tài năng, bạn có thể thấy điều đó trong những trận đấu của Arsenal. Các quyết định của ông ấy đều được tính toán rất kỹ. Bên ngoài được pitch, Arteta cũng là một người đàn ông thực sự tốt, chúng tôi tôn trọng và thực sự thán phục ông ấy." Arsenal hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Họ và Liverpool có 10 điểm, kém đội đầu bảng Man City 2 điểm. Sau màn khởi đầu không mấy ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải, Declan Rice đã bắt đầu bắt nhịp với môi trường mới và trở thành nhân tố quan trọng giúp pháo thủ giành những điểm số quan trọng. Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Kevin Campbell, hiện cựu ngôi sao của West Ham vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình. "Tôi thực sự tin tưởng Declan Rice. Hiện tại, Rice đang chỉ chơi với khoảng 60-65% năng lực của mình. Tôi thực sự tin là như vậy. Tôi nói điều đó bởi vì trong các trận đấu bạn bắt đầu thấy cậu ấy thử những cách di chuyển, cố gắng chơi 1-2, chuyền bóng trong và xung quanh vòng cấm đối phương. Đôi khi bóng bay ra ngoài và đôi khi thì không." Arsenal chiêu mộ họng pháo của Serie A. Theo báo cáo từ Daily Express, Arsenal có thể tái khởi động thương vụ Dusan Vlahovic. Pháo thủ từng có kế hoạch ký hợp đồng với tiền đạo người Serbia vào tháng 1 năm 2022. Thời điểm bấy giờ, Vlahovic khoác áo câu lạc bộ Fiorentina. Theo báo chí xứ sở sương mù, Fiorentina đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 88 triệu bảng Anh từ Arsenal. Tuy nhiên, Vlahovic quyết định gia nhập Juventus thay vì cập bến sân Emirates. Trái với kỳ vọng, tiền đạo 23 tuổi không có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của lão phu nhân. Tổng cộng sau 66 lần ra sân cho Juventus, Vlahovic đóng góp 25 bàn. Anh phải vật lộn tìm chỗ đứng dưới triều đại của huấn luyện viên Massimiliano Allegri. Kịch bản Arsenal tái khởi động thương vụ Vlahovic có thể xảy ra. Huấn luyện viên Mikel Arteta cần một số 9 thuần túy nhằm hoàn thiện đội hình. Gabriel Jesus mẫn cảm với chấn thương, trong khi Eddie Nketiah chưa đem đến màn trình diễn đủ sức thuyết phục. Sự hiện diện của Vlahovic hứa hẹn sẽ giúp bổ sung hỏa lực đáng kể cho hàng công của Arsenal. Sau 4 vòng đấu tại Premier League mùa này, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta giành được 10 điểm với 3 chiến thắng, 1 trận hòa, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng quý vị và các bạn đã nắm bắt được những thông tin mới nhất rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nhấn like và subscribe để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất.